có tìm được không? Đành chịu thôi. Theo quy định, tình huống này chúng ta có thể báo cáo lên AIRS. Chuyện nhỏ như vậy cũng phải báo cáo hả? Bị mất kim phải báo cáo là phân loại sự cố. Nhưng bây giờ đâu có ảnh hưởng thực tế đối với bệnh nhân đâu. Là nó là hệ thống trình báo sự cố. Cho dù là vụ việc nguy hiểm cận nguy cũng phải trình báo trong vòng 24 tiếng. Nhưng mà nghe nói nếu trình lên AIRS từ nay hồ sơ sẽ bị bôi đen. Cô cho chúng tôi tìm thêm một lát đi. Cậu đã tìm nãy giờ rồi, cho dù tiếp tục tìm cũng không tìm được đâu. Ông à, tôi có thể giúp gì được cho ông? Tôi muốn thay tả. Ông lại muốn thay tả? Lúc nãy ông đã thay rồi mà. Lúc nãy ông thay tả hồi nào? Thì thay lúc đang chăm đo. Gần đây bụng của tôi không khỏe cho lắm, cho nên tôi bấm chuông nhà hộ lý tới thay giùm cho tôi. Có khi nào cây kim đã bị bỏ theo gói tả đó không? Cũng có thể lắm. Hộ lý lúc nãy. Chị ơi, tôi muốn hỏi, có phải lúc nãy chị đã thay tả cho phòng bệnh hay không? Hôm nay phòng bệnh của nguyên tầng này đều do tôi thay tả hết. Vậy tả đó ở đâu? Nằm hết ở đây nè. Chúng tôi bỏ quên đồ trong đó, chị có thể cho chúng tôi không? Cứ lấy đi. Cảm ơn nha. Để tôi làm cho. Tìm được rồi. Gộp đống tả lại trước đi. Nè. Sao rồi, có tìm được không? Tìm được rồi. Hay lắm, cứ tin cậu. Tìm được là tốt rồi, lần sau cẩn thận một chút. Dạ biết. Tôi với thầy thuốc Bành phải đi họp với bác sĩ Tây Y điều trị ở đây, báo cáo tình trạng của bệnh nhân. Ở đây giao lại cho hai người dọn dẹp xong đồ thì về phòng khám trước. Được. Y tá trưởng. Ê, hai người xong rồi hả? Dạ phải y tá trưởng. Y tá trưởng. Cực thân cho hai người hả? Không có gì. Phải rồi, hai người có biết đường Thiều Quang không? Nó cũng là thầy thuốc trung y ở phòng khám của mọi người á. Dạ biết, Hikaru là thầy thuốc trung y cùng kỳ với chúng tôi. Tôi chính là ba của Thiều Quang. Xin chào. Con là bạn đại học của Hikaru, UTT, bây giờ đang ở chung với cổ đó. Con là Titi hả? Chú có nghe thầy Quang nhắc tới con. Lúc dọn vô con có gặp gì rồi nhưng chưa gặp chú lần nào. Con chào chú. Con chào chú, con tên Lộ Diễn Chí, từ nay xin được chỉ dạy thêm. Chào mọi người. Phải rồi, con nghe Hikaru nói ba má của cổ đều là y tá, không ngờ lại gặp y tá trưởng ở đây. Kế hoạch trung tây cộng tác này á, sau này có phải cũng do hai người tới đây không? Không phải, thầy thuốc trung y bồi dưỡng ở kỳ của tụi con á sẽ thay phiên tới bệnh viện hỗ trợ kim học hỏi. Sắp tới lượt Hikaru rồi, tới lúc đó hai người có thể lập tổ cho con hợp tác. Nó không có nói chú biết, nhưng mà gần đây chú phụ trách hạng mục này mới biết thôi. Ê, người ta là bác sĩ, tụi con cũng là bác sĩ, làm trung y chênh lệch dữ vậy. Tuy tụi con không phải là bác sĩ nhưng tụi con cũng là chữa bệnh. Chú nhớ rồi, thậm chí tụi con tự xưng là bác sĩ cũng không hợp pháp, có phải không? Dù thế nào đi nữa, hôm nay cảm ơn tụi con nha. Không phiền hai con nữa. Là phiền chú.